Trời đất ơi, ta nói là bữa gài lâu lắm rồi, bữa nay bà chị hai bà mới chịu lên chơi. Đâu bữa nay kiếm kèo nhậu bữa coi, bữa gài thèm muốn xỉu luôn vậy. Có kèo mà dễ gì thiếu thằng ôm này được. Mấy đứa cháu của em đứa nào cũng dễ thương hết trơn, y như cậu ba nó vậy đó. Ngồi chơi với mấy đứa nhỏ chút xíu xong mới rủ thạch heo đi chợ nè. Mà không phải chợ nữa, ra tiệm hải sản nha. Mua riết rồi cũng thành quen luôn. Hai anh chị chủ đây cũng dễ thương lắm mọi người, mà bán cũng nhiều đồ nữa. Ra đây chủ yếu kiếm mua mớ đồ gì về chút xíu làm món ngon ngon, ngồi lay gai nhâm nhi đồ với bà chị hai coi. Wow, bên này có bán ba khía nữa nè mọi người. Con nào con nấy mập thù lù luôn nha. Có nhiều người không biết làm cho cầu kỳ chứ mấy con ba khía mà còn tươi sống kiểu này nè. Luộc ăn đi mọi người ngọt dữ lắm luôn. Thịt của nó cũng rất là nhiều nữa. Hô mà có chén nước chấm ngon ngon hay là nhất cái nắp. Có mua thêm mớ Hào nữa, nhờ hai anh chị chủ tách giùm luôn. Gọi trước cho anh chị chủ tách ra lấy thôi cho nhanh. Hào thì đem đi nướng mỡ hành quá là ngon rồi. Tía em khoái ăn món này lắm. Nướng cho nóng nóng lên ha, chan cho mỡ hành nhiều nhiều gì nè, ăn nó mới ngọt. Ba khía thì đem đi luộc không, mà tính ra chỗ này bán rẻ có 130 ký à, mấy chỗ khác 150, 160 là. Làm cái gì thì làm chứ không có ham chơi mà quên trách nhiệm được nha. Cuộc chơi thì ra cuộc chơi, còn công việc là phải là công việc nha. Làm trước rồi mới chơi. Biết trước là bữa nay sẽ hơi lu bu đó, đóng vô một thùng không biết tới chiều có tỉnh nổi không nữa. Bởi vì tranh thủ gói hàng gửi cho mọi người trước đi. À đây là khoai lang sấy dẻo bên em nha mọi người. Cảm ơn mấy anh chị mình qua nay ủng hộ rất là nhiều luôn. Khoai thì mềm dẻo từng củ luôn, cứ sấy ra mẻ nào là hết mẻ đó. Sấy là hoàn toàn tự nhiên không có đường nên ăn rất là tốt luôn. Mọi người ai mà có muốn ăn thử khoai bên em thì có thể nhắn cho hai em, hoặc là vào cái giỏ hàng trong tớp tớp ha. Hoặc là mấy anh chị mình có thể xem em trong livestream á để mình mua cho nó rẻ được chút. Thường thì tụi em sẽ live vào 9 giờ tối mỗi ngày nha mấy anh chị, nhớ xem nha. Hồi sớm thì em có chở ông tía đi chợ trước, có mua được miếng thịt rồi gửi vô lò người ta quay giùm. Đợi khoảng chừng 2 tiếng em với thạch heo vô lấy là có rồi, quay ngon lắm nha mọi người. Miếng thịt nóng mà thơm lắm. Bò nó thêm cái thao này nữa, chăn gà ngâm xả tắc. Cái này thì làm từ hôm qua tới bữa nay cũng thấm lắm rồi đó. Rồi lay quen vậy cũng xong rồi đó mọi người ơi. Đơn sơ vài món thôi nhưng mà món nào cũng ngon cũng bén hết nha. Cứ miễn gớ vô món nào là phải 1, 2, 3 vô món đó cái mới được. Cứ hễ mà gấp một đũa là 50, còn hai đũa là 100 tính tới đâu. Mọi người hay bình luận là kêu quay chị hai em nhiều nhiều đi, nhưng mà bà có ở đây đâu quay. Mình chị lấy chồng rồi thì về ở bên nhà chồng tầm tháng 2 tháng mới lên lặng, nên lần nào lên là em cũng bày ra này kia ăn uống nói chị tụ họp gia đình này kia cho nó vui. Nhớ lại hồi đó hai chị em cũng khổ lắm nha mọi người, bôn ba ở nhà ở đậu tùm lum cho bởi vậy thấy cũng tội nghiệp. Thương chị hai em lắm mọi người. Chăn gà ngâm xả tắc mà có thêm chén nước chấm thần thánh là nhức nách luôn mọi người. Cái món này là quỷ thạch heo nó khoái dữ lắm nè. Mình ơi nó mà chịu cạp hay ngồi hồi cả ký không đủ. Em thì cũng khoái nữa mấy anh chị ơi, cạp kiểu nó giòn giòn sực sực ngon. Làm từ hôm qua lặn ngâm trước một ngày vậy cho nó thấm ăn nó mới ngon. Mà ngộ nha, không biết có ai giống hai em không, thích ăn chân gà còn xương hơn là rút xương. Lâu lắm rồi mới ăn lại ba khía mà luộc kiểu này, công nhận cái thịt nó ngọt thấy sợ luôn mấy anh chị. Đặc biệt là thịt trong mấy cái ngoe của nó rất là nhiều luôn nha. 1, 2, 3 vô. Nãy giờ thấy ăn mồi hơi nhiều đó, giờ bắt đầu uống nè. Hai đứa em thì làm màu la làng vậy thôi chứ uống được nhiều đâu mọi người ơi. Uống vui hơn là phải có thêm tí văn nghệ nữa nó mới vui nha. Kệ hát hay không bằng hay hát. Clip thì em quay để trong điện thoại một đống nè, chứ vô ngày rằm này em không có sát sanh đâu nên mọi người đừng có lo nghe. Quay thì cũng mấy ngày rồi tới hôm nay mới đăng, chứ bữa nay lại mang tương đó nghe.